Xin chào anh em. Hôm nay bên Thành Quý xin giới thiệu cho anh em con máy ăn mic 350 của hãng Panasonic. Con này là ID350, dùng nội địa Nhật nha anh em. Dòng cao cấp nhất của dòng máy bán cơ nội địa Nhật Panasonic. Con này là hiệu suất 50%, nặng 95kg và đời 2008. Máy còn rất đẹp nha anh em. Đây là viên thế của em nó. Vàng óng ánh nha anh em. Đẹp từ đầu tới đít. Con này đã được bên mình đấu thành 328. Đây, đít cũng còn đẹp nha anh em. Không có gì mà phải chê con này cả. Rồi, đây là bộ cấp rùa của em nó. Con này thì bộ cấp rùa 10m và súng kèm theo sẽ là 5m cho anh em. Đặc biệt thì con này là bên mình nhập về trọn bộ và đã có rùa rin. Rùa rin đồng bút rin luôn nha anh em. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Những anh em nào mà hàng bồn bể, đóng tàu, xương xe tải, bồn hơi áp lực, xưởng cơ khí trên nhà máy vân vân, và hàng độ dày tối đa 15 ly thì em này là rất phù hợp cho anh em. Sử dụng điện 3.8 và biến cơ siêu bền, siêu câu cho anh em chạy dây đi 2. Rồi, bây giờ bên mình sẽ thử. Về chế độ bảo hành thì con này bên mình bảo hành 1 năm và linh kiện mua mặt thay thế thì bên mình có sẵn, nên anh em cứ yên tâm, không có gì phải lo cho anh em. Và đặc biệt thì con này mà anh em xuống dây 10.8 mà hàng dưới dây thì cực kỳ luôn nha anh em, hàng rất là chuẩn luôn. Rồi, bên mình đã test xong rồi này, rất là đẹp nha anh em. Rồi, chi tiết thì anh em cứ liên hệ với số điện thoại nha. Xin chào tạm biệt anh em.